Top chùm giang hồ khét tiếng tại Tiền Giang Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bảng Chùm giang hồ Tiền Giang là những vấn đề đang được khá nhiều người quan tâm Những người này đều để lại những tiếng tăm không thể nào quên đối với người dân cả nước Những vụ án liên quan đến chùm giang hồ đều gây nên ấn tượng sâu sắc Hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm danh những giang hồ khét tiếng tại Tiền Giang Vợ chồng cô Mười, Ngô Thị Kim Cương và Trần Minh Sơn Tại Tiền Giang, cặp vợ chồng Ngô Thị Kim Cương, hay còn gọi là cô Mười và Trần Minh Sơn, khá có tiếng trong lĩnh vực trò vay nặng lãi. Ngày 23 tháng 3 năm 2021, cô Mười đã bị công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án về tội cưỡng đoạt tài sản. Kim Cương là một trong hai người cầm đầu bằng nhóm xã hội đen, với hoạt động chủ yếu là trò vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất cấm, vân vân. Trần Minh Sơn là chồng của cô Mười, là người đứng đầu băng nhóm xã hội đen với cô Mười. Trần Minh Sơn sinh năm 1957, trú tại Tiền Giang. Sơn đã cùng với vợ mình điều hành lên một nhóm xã hội đen. Vào trưa ngày 23 tháng 3, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục khám xét các sao huyệt của băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, khét tiếng ở huyện Gò Công Tây. Bác chuyên án tạm giữ 12 nghi can liên quan, gồm Ngô Thị Kim Cương, sinh năm 1963, cùng chồng là Trần Minh Sơn, sinh năm 1957, Nguyễn Phương Tâm, sinh năm 1988, Phan Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1987, Lê Khắc Vũ, sinh năm 1993, Trần Thanh Hải, sinh năm 1974, Phạm Hoài Đức, sinh năm 1996, Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1986, Lưu Toàn Trọng, sinh năm 1990, Mai Thanh Hùng, sinh năm 1997, và Trương Minh Tâm, sinh năm 1990 đều ngụ tại Tiền Giang. Tăng vật tạm giữ gồm 4 khẩu, 57 viên đạn, 3 viên pháo, 12 dao tự chế, gậy bóng chảy, tuyếp sắt, hai gói bột màu trắng, nghi là hàng trắng. Đầu năm 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nhận được đơn tố giác Ngô Thị Kim Cường, cùng chồng là Trần Minh Sơn, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, hoạt động theo kiểu xã hội đen khi tập hợp hàng chục đàn em để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất hàng trắng. Nếu con nợ không thanh toán đúng hạn, Cương, Sơn cho đàn em mang hung khí đến thanh toán. Trong số đàn em thân cận của cặp vợ chồng này là Nguyễn Đức Thành. Sau khi xác minh, chính sát phát hiện Cương lập ra hàng chục điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tính chất nguy hiểm của băng nhóm trên, Công an tỉnh Tiền Giang xác lập chuyên án. Qua nhiều ngày củng cố tài liệu, lúc 4 giờ ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, cảnh sát cơ động và công an huyện Gò Công Tây, đồng thời huy động nhiều phương tiện có liên quan, hỗ trợ để khám phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng chữ trái phép chất hàng trắng, cố ý gây thương tích do vợ chồng Cương cùng Thành thực hiện. Cùng lúc, hàng chục mũi trinh sát đồng loạt thực hiện lệnh bắt khám xét 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, được cho là sao huyệt của băng nhóm trên, thu giữ nhiều gói nghi vấn chất hàng trắng, một số vũ khí và hung khí tự chế các loại và các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Công an tỉnh Tiền Giang nhận định đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh khác nhau. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Tuấn Bé Nguyễn Văn Tuấn với biệt danh là Tuấn Bé, 44 tuổi, quê ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tuấn Bé dẫn đầu băng nhóm giang hồ khét tiếng ở khu vực này. Đặc biệt, mọi người phải nhớ mãi về cuộc ẩu đả do băng nhóm này gây ra vào hồi tháng 6 năm 2012. Cụ thể là vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6 năm 2012. Người dân hẻm 31 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, thành phố Mỹ Tho, được một phen hú vía khi chứng kiến một nhóm thanh niên trên 10 tên đi trên 5 xe máy phóng vào hẻm tay lầm lầm mã tấu sâu vào nhà số 27 6. Sau đó người dân nghe nhiều tiếng la thất thành, tiếng vật dụng trong nhà đổ bể. Khoảng 10 phút sau, những tên này rút đi, bỏ lại hiện trường đầy máu. Bước đầu nạn nhân được xác định là hai anh em Võ Minh Phụng 45 tuổi, còn được gọi là Phụng Chùa, và Võ Minh Phương 41 tuổi, người bê bết máu và một phụ nữ bị chém trúng tay được biết đây cũng là hai anh em có tiếng trong giới giang hồ Tiền Giang. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát 113 đã đến hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mấy phút sau, hơn 30 cảnh sát được huy động để bảo vệ nạn nhân tại bệnh viện và khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng. Tại bệnh viện, Võ Minh Phương cho biết do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên nói trên đã ập vào nhà rút dao đầm phương và bốn người có mặt trong nhà. Có hai người may mắn trốn kịp. Ba người còn lại gồm Phương, Phụng và một phụ nữ bị chém. Hai anh em Phụng, Phương được phẫu thuật cấp cứu do bị chém nhiều nhát ở tay, chân và đầu khá sâu. Riêng nạn nhân nữ chỉ bị thương nhẹ. Vào sáng ngày 20 tháng 6, Thượng tá Đoàn Văn Thành, trưởng công an thành phố Mỹ Tho cho biết, cầm đầu nhóm thanh niên chém người là Nguyễn Văn Tuấn, 44 tuổi, tự Tuấn bé. Ngay trong đêm gây án, công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ tên cầm đầu và ba đàn em là Nguyễn Văn Sang, tức Sang Heo, sinh năm 1979, ngụ tại 64 Sẹc 10, Phan Hiến Đạo, phường 2. Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ba Mùi, sinh năm 1978, ngụ tại 34 Sẹc 5, Sẹc 3, ấp Bắc, phường 4. Và Trần Xuân Bảo, sinh năm 1987, tức Bảo Khùng, ngụ tại 34 Sẹc 917, ấp Bắc, phường 4 để điều tra. Được biết Tuấn Bé đã có 4 tiền án về các tội giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật và hủy hoại tài sản. Riêng tội hủy hoại tài sản, Tuấn Bé bị Tòa Nhân dân tỉnh xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên chưa hết hạn thử thách thì Y đã tiếp tục gây án. Sau vụ này Tuấn Bé tiếp tục đi một khóa nhưng khi trở về vẫn khá khét trong giới giang hồ. Tô Nhật Khanh Tại Tiên Giang, Tô Nhật Khanh được xem như là một công tử thích làm giang hồ. Bởi một trinh sát cho biết Tô Nhật Khanh là thiếu gia nhà giàu, có nhiều siêu xe. Từ năm 2018, đã sở hữu xe SH biển số 63 b 999999 đồng thời cũng sưu tầm nhiều biển số tứ quý đẹp hiếm có ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang, dưới giang hồ ai cũng biết đến Khanh. Liên quan đến vụ bắn chết ông Đề Quỳ L, 48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xảy ra ngày 25 tháng 7 trên quốc lộ 1, đoạn quan địa phận thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ngày 10 tháng 8, Phòng 6 Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đã khởi tố bắt giữ 5 bị can. 5 bị can gồm Tô Nhật Khanh, 27 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trần Trung Thành, 27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thành Phúc, 27 tuổi, Phạm Huỳnh Phúc Thiện, 18 tuổi, Võ Tuấn Tú, 20 tuổi, đều ngụ tại tỉnh Tiền Giang. Trong đó Khanh là người cầm đầu, chủ mưu vụ án. Thành và Phúc bị bắt để điều tra về hành vi giết người. Riêng Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Võ Tuấn Vũ bị bắt về hành vi che giấu tội phạm. Theo C02 ngày 25 tháng 7, ông DQL điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Thành lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu phố Nhân Cầu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An, bị hai người điều khiển xe máy áp sát, người ngồi sau bắn vào người ông L. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An phối hợp phòng 6C02 và Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra truy xét. Quá trình điều tra, ngày 1 tháng 8, C02 và lực lượng chức năng bắt giữ Trần Trung Thành và Lê Thành Phúc. Sau đó, cơ quan công an phát hiện Tô Nhật Khanh là người chủ mưu, chỉ đạo Thành và Phúc đi bán ông lở nên đã bắt giữ Khanh cùng đồng bọn. Tiến hành khám xét, công an thu giữ tăng vật, phương tiện gây án gồm một xe máy, 8 chói lửa các loại, 4 kiếm, 2 dao xếp, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây gậy 3 khúc, 1 khóa còng số 8, 39 viên hoa cải, hơi cay và đạn thể thao quốc phòng. Theo C02 do mâu thuẫn trong làm ăn với ông L, Khanh đưa hàng nóng cho Thành để đi bắn ông L nhằm trả thù. Lê Thành Phúc là người điều khiển xe mô tô trở thành khi gây án. Sau vụ này thì Tô Nhật Khanh phải chịu mức án tử hình. Hải Bạch Trưa ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án đối với 22 bị cáo về tội giết người, gây dối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến tại quán Karaoke XO ở thành phố Mỹ Tho, khiến Giang Hồ Hải Bạch bị bắn chết. Theo tìm hiểu, Hải Bạch tên thật là Nguyễn Thanh Hải, 33 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Mỹ Tho. Hải được cho là Giang Hồ có số má trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Trước đây, địa bàn hoạt động của Hải Bạch là khu vực phường 2 thành phố Mỹ Tho, sau đó Hải Bạch di chuyển đến hoạt động tại địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, chuyên bảo kê quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn. Đêm Hải bị bắn chết, theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhật hẹn nhau tại quán karaoke XO ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để giải quyết. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2021, Nghĩa và Triều cùng với Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An hát karaoke tại lầu 1 của quán karaoke XO. Lúc này Hải Bạch và Nhật cùng 6 người khác nữa đến quán karaoke XO và xô sát với nhóm của Triều. Bất ngờ Triều bắn Hải tử vong và bắn Nguyễn Tuấn Anh Quốc gây thương tích 15%. Sau đó Trần Quang Quốc bảo nhờ Lê Đức Phú đến quán karaoke chém nhóm Hải. Phú rủ thêm 9 người nữa mang theo nhiều dao hàng nóng cùng đi. Đến nơi Phú dùng dao chém và bảo bắn trúng Đình Tuấn Kiệt gây thương tích 23%. Trong vụ án này, Triều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Anh ta cũng bị thương trong lúc đánh nhau với nhóm của Hải Bạch. Các bị cáo khác giữ vai trò là người trực tiếp thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc giữ vai trò giúp sức. Khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022 vừa qua, vụ án được xét xử xong. Bị cáo Nguyễn Thanh Triều, biệt danh Triều Điên, 24 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Thọ bị truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích. Riêng 22 bị cáo còn lại bị truy tố về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Thanh Triều trung thân về tội giết người, 5 năm về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tù trung thân. 21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Sau khi tòa tuyên án, Thạch Trung Nghĩa 25 tuổi, bị cáo được tại ngoại đi ra cổng tòa để về nhà nhưng bị 5 thanh niên chặn đánh. Thế vậy Trần Võ Công Minh cùng 7 người khác là bạn của Nghĩa lập tức xông đến giải vây, ẩu đả với nhóm kia. Minh bắn trúng một thanh niên thường tích nhẹ, những người còn lại chạy toán loạn. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp tại tòa đã bắt Minh và một số người liên quan, thu giữ tăng vật, bàn giao cho công an tiền giang. Cơ quan điều tra cũng tìm thấy khẩu khác cùng 14 viên đạn mình giấu tại sân bóng đá huyện Trợ Gạo. Bảo Điền ở cái bè, Bảo Điên tên thật là Nguyễn Quang Bảo, là một giang hồ cộng cán. Được biết chiều ngày 24 tháng 3 năm 2015, Tổ đặc nhiệm hình sự công an tỉnh Tiền Giang cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến. Nắm được nguồn tin hàng chục côn đồ thuê hai xe khách từ huyện Cái Bè về cây lệ đánh nhau. Gần 50 chính sát đặc nhiệm bí mật theo dõi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc đi gây án, khi xe chạy đến gần trụ sở công an thị xã Cây Lệ, chính sát nhận lệnh tấn công, nổ hàng nóng khống chế. Hàng chục công an mặc cảnh phục đón lõng cũng xuất hiện. 63 đối tượng trên hai xe khách bị bắt gọn cùng nhiều hung khí. Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Quang Bảo, tức Bảo Điên, sinh năm 1985, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh game bắn cá giữa hai băng nhóm do Tân Móp và một đối tượng tên Cung ở Cái Lệ cầm đầu. Tân Móp đã cầu viện đến Bảo Điên và ngay lập tức, đối tượng này đã tập hợp côn đồ thì hai xe khách thẳng tiến xuống Cái Lệ. Bảo điên bị bắt khi đi ô tô riêng cùng hai xe khách chở đàn em. Các trinh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang nhận định các băng nhóm này sẵn sàng hỗn chiến, đoạt mạng nhau, bất chấp hậu quả. Sau đó Bảo đã được gia đình bị bảo lãnh về nhà chờ xử lý. Cũng theo thượng tá nhỏ, trong số các đối tượng bị bắt ngày 24 tháng 3 có 55 đối tượng trú huyện Cái Bè, 4 đối tượng trú huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, 2 đối tượng trú huyện Cai Lệ, 2 đối tượng trú thị xã Cai Lệ tất cả đã hoàn tất thủ tục chờ ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử lý hành chính. Trên đây là top chùm giang hồ khét tiếng tại Tiền Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.